Gần một tuần nay, Đồng Nai đã ban hành quy định phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được vào địa phương. Tuy nhiên, nhiều tài xế chưa chuẩn bị giấy thông hành này nên đã phải quay xe ngược trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 0 giờ ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng trên quốc lộ 1K, đoạn tiếp giáp với Bình Dương, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính. Thời điểm này, lượng xe qua lại chốt tương đối thưa thớt, chủ yếu là xe tải chở hàng, xe container và một số xe máy của người dân đi làm về khuya. Theo quy định, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm thì đủ điều kiện vào Đồng Nai. Khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, lái xe được hướng dẫn khai báo y tế, lộ trình rồi sau đó được qua chốt tiếp tục hành trình. Trong khoảng 45 phút có mặt tại chốt kiểm soát này, có khoảng 50 xe các loại lưu thông trên quốc lộ 1K hướng đi từ Bình Dương đi Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ khoảng 50% trong số đó có giấy xét nghiệm âm tính, còn lại thì bị lực lượng chức năng yêu cầu quay xe trở lại không cho vào Đồng Nai. Tuy nhiên, lợi dụng chốt kiểm soát chỉ chặn ở một chiều hướng vào Đồng Nai, nhiều xe máy đã chạy ngược chiều để thông chốt, né kiểm tra của lực lượng chức năng. Còn tại chốt kiểm soát đặt trên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Đồng Nai tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, với lưu lượng xe quá lớn, trong khi thành viên chốt chỉ có 5 đến 6 người. Do đó, việc kiểm soát chỉ mang tính ngẫu nhiên chứ không thể dừng toàn bộ xe lưu thông. Qua kiểm tra, hầu hết các xe đều có giấy xét nghiệm âm tính. Sau khi kiểm tra, còn trong thời hạn 7 ngày, tài xế được hướng dẫn khai báo y tế chi tiết trước khi tiếp tục hành trình.